Ý, Sài Gòn với chợ. Ê, anh hai, cho mày cho Sài ăn ăn. Ăn ăn lấy đi, còn bánh trái dưới đó. Dạ. Hả? Tạo rồi, chạy lấy sầm riêng trên trời này xuống rồi mà chạy. Ê, mày đi Hồng Sơn chơi đó nghe, tối chuẩn bị đồ đi nghe, tối xe, xe tao lên trước á. Trời ơi, em có đồng bạc nào đâu mà chuẩn bị trời. Rồi mày tính không đem tiền theo mua hải sản ăn hả? Có tiền đâu đem theo mua hải sản. Cần gì hải sản, con khô mà là ok rồi. Trời ơi, là cậu mày xách cái gì vậy? Con khô đem theo băng lên hai chứ có tiền đâu đem theo mua hải sản. Trời ơi, là cậu mày đi biển rồi đem theo con khô, tao cũng lại mày luôn rồi đó. Trời ơi, cái tống trình đình nữa rồi. Nhà có hai thằng đi chơi tối ngày vậy. Lo cỡ này nó không chịu đi lụm quê quay. Nè ơi, về nè anh hai ơi. Giờ này em mới chịu về đó hả? Con cá ơi. Chạy xe con mắt mà để dưới mắt cá hay gì? Tao lụm mưa sớm tới giờ á. Em chạy xe em lo nhìn anh hai không mà, chứ em có nhìn ở dưới đâu. Bởi em lụm nơi cho chị cũng lo. Ôi thánh thần ơi. Nhậu cho xe quá cần câu rồi đâu kêu người ta bứt cơm. Ôi cái bà không quên rồi. Em chưa nấu cơm anh hai ơi. Trời ơi, mày nói nhảm nhảm rồi mày bớt cơm lại ở đây. Anh hai ơi, dậy ăn đi anh hai ơi, ăn cho tỉnh. Bạn thấy nói em đâu nấu cơm đâu, muối á, tỉnh chưa nay? Được rồi. Nè, tỉnh rồi. Ê, anh hai. Rồi sáng mình đi khám rồi bác sĩ nói sao rồi? À, bác sĩ không nói em bó tay luôn rồi. Gặp em là bó tay. Còn mày bị nặng lắm hay gì mày bó tay rồi trời. Tại em bị đói bụng á anh hai. Cái đầu em ăn cơm vô no. Cái đầu gặp em nó bó tay luôn rồi. Ôi thánh thằng ơi. Tao cũng bó tay với mày luôn rồi. Anh hai. Mày làm gì đó vậy nhóm? Em đi câu cá nè. Trời ơi, bữa nay siêng năng đi câu cá rồi ha. Dính chưa? Vậy là anh hai không biết em rồi. Trước giờ em siêng vậy đó. Ừ, cũng mong là mày xiên đi. Ui. Ôi trời ơi. Có thấy bạn không? Để em chùi cho anh hai. Ôi thánh thần á. Ba chân đạp lại chuối này giờ mà lùa có đúng bài luôn. Hả? Ủa? Ê, thằng kia! Chạy! Ui! Mày! Mày chạy mày! Gà của mình nuôi nay sao đẹp dữ vậy ta? Em ơi! Ê, gì nữa ơi? Em cho anh 100 ngàn nè. Bữa nay là tốt với trời, cho tao 100 ngàn đâu nữa. Có cái gì thì nói luôn đi ông ơi. Anh hai cho em mượn cáo của anh hai đi. Anh hai mặc cáo của em mặc cáo của anh hai. Đi cho xíu giờ em trả cho. Quay! Cũng đẹp mày! Cảm ơn nha! À, em đi chơi nha anh hai! Rồi, đi chơi đi! Thằng kia, mày dám ăn giùm chúa tao phải không? Đừng có đâu. Nè, không có nè. Tao mở hôn hỏi nè. Tao. Ý. Anh hai có hôn hỏi đẹp với anh hai. Mở hôn hỏi đẹp nào? Hôn hỏi đẹp với anh hai. Ừ. Cho em mượn coi thử coi. Nè, mà coi đi. Ui. Hôn cái bậu còn nguyên luôn, xíu nữa gớt thử bậu rồi. Lấy cậu thổi nó môi. Ê chơi đây. Ê, đâu vậy? Em đi chơi.
mày lấy cái cưa giùm anh cái xài chút xíu đi hả, đi chơi. Cố nậu rồi tới giờ đi chơi cái xài. Rồi rồi em đi cưa cho. Anh hai ơi, em cưa cái xài xong rồi đó nha, xíu nữa anh vô anh coi nha, em đi chơi á. Cưa cái gì mà nhanh dữ vậy trời.